kêu nó tối mày ngủ gì đâu mà mày ngủ sớm dữ vậy, mày đâu tâm sự với tao, có tao với mày thôi mà nó nói tối là ngủ mất tiêu rồi, mới ra tới 10 giờ là đâu đóng cửa ngủ mất rồi. Nó tối mày ra mà tâm sự hút thuốc rồi nói chuyện kiếm trà ngủ chơi cho nó. Con là con thích cái kiểu một cái view kiểu này này, anh thích rất nhất thích cái nói kiểu thật ra ghế đầy đủ hết luôn dạ. Mà không thằng nào ngồi hết rủ dạ. Ra không thằng nào có ngủ hết dạ, dạ. Cái view vòng quanh này này, xung quanh toàn là cá này, giờ là đang đôn lại nè dạ. Đôn cho nó lấy thằng hồn này ra à. Đôn thằng này tới đây, đôn thằng đó tới đây, quất cái hồn mấy mấy nữa đó là dự kiến rồi đó là có tụi nó nhà phụ mới sang cá qua đường này ra xả nước xuống hết à yeah. Xả là nước cũ nó vẫn giữ luôn, tại vì có hai cái thùng mút bự lắm, là mua hai thùng mút cao này nè, mỗi lần mà sang cá là phải bơm nước cũ ra đó hết, lát bắt đầu mới bơm trở lại cũ trở lại. Ok, nếu anh em muốn săn hàng đẹp và giá êm body tuyển thì hãy nhớ đăng ký và theo dõi ủng hộ kênh của em ha. Hello anh em, lại là em Hải Dòng đây. Ok, chủ đề tiếp theo hôm nay thì tiếp tục của hành trình đi bàn giao. Và cái kèo bàn giao hôm nay là ở trên quận 12. Cách đây khoảng tầm 8-9 tập trước gì đó là cũng có giao cho em giai này một bé bối rồi. Đó, vì hôm nay em lại chốt thêm một bé bối nữa. Đấy, nhân cái ngày gọi là ngày mới lấy lương xong. Đấy, nói chung là một cái niềm đam mê cháy hết mình với đam mê của em giai. Đấy, ok thì em mới chốt bé này. Đấy, bối 24k 4 số, nhìn body đầu buông. Ôi con này nhìn tê tái, dã man luôn. Nhìn tê thật sự luôn anh em ạ. Đấy, nhìn tê thật sự luôn. Đó, size gần 60. Và body đầu buông, bối body đầu buông. Và em ấy rất thích là chơi bối size lớn, thế mới đều. Đấy, nó lại đúng gu của giống đúng gu của em và một vài anh em thích chơi dòng size lớn, nhìn nó uy nghi lực lỡ. Ok thì ngoài ra thì trong cái đợt này mới về thêm lô huyết nhí siêu đôi càng cực kỳ đẹp. Đó nên là sau cái đoạn clip này em sẽ lên cho anh em xem và chiêm ngưỡng. Đó thì em tuyển chọn từng bé một nên là anh em khỏi cần phải rà soát số hồ, số bé làm gì cả. Em cứ sâu lên cả bầy, anh em ưng bé nào là alo liên hệ với em ha. Loanh quanh đâu đó chỉ có 7.8 thôi. Đấy, rất êm luôn. Thời điểm này chơi huyết thì đúng là thật sự là đúng là mềm luôn. Đúng là mềm luôn. Nó khác với những cái dòng huyết mà bây giờ trên thị trường là 4.5 với là 5.5 nha. Nói chung là em chỉ tặng anh em một câu là tiền nào của đó. Đơn giản vậy thôi. Các cụ ngày xưa nói không cấm bao giờ có sai đâu. Ok thì quay lại chủ đề. Bây giờ sẽ là bắt và bàn giao bé này lên quận 12. Tiện thể tiếp theo nữa, nếu anh em nào có bối và HB size lớn đấy, hoặc huyết size lớn đấy, body đẹp hoặc là như nào đó, muốn giao lưu trao đổi nâng cấp nhớ alo lên em em. Hoặc là anh em nào mà có bối hoặc HB mà muốn lên đời huyết nhí thì nhớ lại cũng alo lên để với em. Đó thì số điện thoại em có để giữa màn hình. Và bây giờ không linh tinh nguyên thuyền nữa, cùng theo chân em bàn giao bé bối size lớn lên trên quận 12. Ok, let's go. Ngày mưa càng lớn anh em ạ. Mưa quá trời mưa này. Chốc về ngập lụt chắc.
em, hiện tại bây giờ em đang ở cái cung đường gọi là cực kỳ nhiều hàu luôn. Đấy, cực kỳ nhiều chỗ bán hàu luôn. Đây là con đường Lê Văn Khương. Nếu mà anh em nào ở Sài Gòn thì chắc biết là con đường này nổi tiếng bán hàu đúng không ạ? Đấy, thì hiện tại chắc đang trời mưa. Đấy, nhìn kìa kìa. Đấy, đôi lúc đi với em Hải hay pha trò tếu tếu vui vui phết đấy. Đấy. Đâu rồi bên các chỗ địa điểm bán hàu đâu rồi? Xuất hiện đây. Alo alo. Đấy, các địa điểm bán hàu đâu xuất hiện đây. Hiện hình đây, hiện nguyên hình nữa nào. À đây đây đúng rồi, đi qua cây cầu này này, đi qua cây cầu này là rẽ vào thì phải. Đúng rồi, đi đúng đúng hướng đấy. Trước em đi rồi nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu không đi là hay quên anh em ạ, hay lú. Đấy. Hình như đây đây, đi đến đoạn này xong là quẹo tay phải này, đúng không? Đúng. Có một cái ngõ đúng không? Không phải, đèn xanh đèn đỏ không phải. Em đi trước đứng đây em đón này. Biết đoạn nào đây rồi. Đây đoạn này phải không ta? Đúng không? Đúng, đúng, đúng. Đúng không? Đúng. Nếu mà không nhầm thì đây có cái gì? Đây có cái ủ rượu, nấu rượu. Không phải. Đúng, cái đường này đúng. Đúng không? Đúng. Ở có chỗ bán rượu mà. Bán rượu giờ trời nó mưa nó cắt đi sao? À, thì phải bảo nó ấy ra chứ, nó bày ra thì mình mới biết được đường chứ. Để tí nữa tôi gọi điện tôi hỏi nó. À về à? Ok, hiện tại bây giờ đang ở trong cái hẻm gọi là 567-21 ở cái trục đường mà Lê Văn Khương anh em. Ở trong đây khá là đông. Đây đây lò rượu đấy thấy. Ở khu này toàn lò rượu thôi. Thấy để ý vừa thấy nhà nào cũng toàn lò rượu không à. Đúng không? Ngách này không biết có đúng không, sợ đi lộn này thế rẽ vòng. Trái, sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái. À vậy hả? Biết rồi. Bây giờ chị Google là nhất luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Rẽ vào đây. Rẽ vào đây thì phải. Đúng rồi. Đúng 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 đúng, đúng. Vừa đi vừa tìm đường ấy. Từ từ để em gọi em hỏi cái này. Bây giờ để xe chỗ nào nhỉ? Alo. Rồi bây giờ rẽ xe vào đâu em? Vẫn chỗ hôm bữa hả? Anh vô tới đâu rồi? Anh vào tới ngõ luôn rồi đấy. Anh dễ xe đâu chọn luôn đi. À, Zenit vào như hôm bữa đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ, em ra nói chuyện với chú đi để lại anh rẽ ra vào. Dạ, rẽ đi. Nãy em nói rồi, anh rẽ vô đi. À, dạ. Để chạy ra anh đi. À. Đây, bây giờ quẹo lên trên này. Ôi ôi. Cái gì mà nó cứ kêu cục cục này. Xuống tới là phải hỏi quá quê đâu chứ. Con chào chú nhá.
Dạ dạ con chào chú. Từ để xem cái lốp xe. Vừa bị bể lốp xe anh em ạ. Bể. Bể lốp xe. Bể chắc cái bánh này. Không, nó báo ngoài chú. Dạ. Dạ nó báo bên ngoài. Ờ, ok anh em, thì hiện tại bây giờ tới rồi. Trợ lý với lại ấy phụ đưa vào cái. Đón cục. Hello chú. Giới thiệu với anh em đây, nghệ nhân đây. Đấy. Xíu lại cho. Xíu lại cho con ngắm xíu nha chú. Đấy, chú nuôi cực kỳ nhiều cá anh em ạ, nếu mà à dạ yeah. Anh em xem tập trước rồi là biết là chú chơi rất là nhiều, rất là đam mê. Dạ à, từ từ con vào đây trước đã. Giờ đi lách này vào khu dãy trọ này, trời mưa. Ôi, hello em. Rồi, chào em, chào em. Ok, ngoài này như là thấy có cả một cái hồ trống này anh em. Có cả một cái hồ trống này. Rồi bọn em cứ ngồi nhá, kệ bọn anh. À, thì đợt trước thì cái tập trước ấy thì anh em cũng đã biết rồi đúng không ạ? Tập trước thì bàn giao bé bối này, bây giờ nhận không ra luôn rồi. Bây giờ nhìn em ấy không ra luôn rồi. Trời ơi, béo ú nu luôn này anh em. Trời ơi, béo ú nu luôn này. Ôi, tắt nhạc. Okay. Tắt dùm anh cái nhạc không dính bản quyền. Ok, bây giờ thì sẽ đưa bé này vào trong cái hồ này. Nghe vẻ hơi căng thẳng này. À, chào anh. Dạ. Trong cái hồ này thì hơi nhỏ đấy. Bỏ đỡ thôi đúng không? Con này nó còn dài và to hơn con này. Ừ, dài hơn. À. Bây giờ nhé. Bây giờ con này thì nó con này thì cũng xem nhau thôi chứ cũng chả phải lấy đâu, nhưng con này được cái nó body sumo hơn. Em để mấy đèn đây? Hai cây à? Nhìn sáng rực nhá. Được đấy. Này một cây. Bây giờ đang nghiên cứu. Bây giờ nếu mà đưa vào trong đây thì hợp lý này. Bắt con này sang bên đó. Nhưng mà thay đổi môi trường sợ nó bỏ ăn. Mà bỏ con này sang đây thì cũng được thôi. Không chắc không sợ đâu. Chắc không sao đâu. Ừ. Hơi khó quay đầu. Không, bây giờ cứ để con này ở đây đi. Tại vì bây giờ những con cá mà nó đã nằm ở đâu lâu rồi mà nó thuần rồi ấy. Mà bây giờ mình tự dưng mình bắt nó qua nó lại bỏ ăn. Nó lại stress liền. Thế nên là tùy cơ ứng biến. Vậy là theo anh cứ thả vô đó đi. Nếu mà chơi đỡ thì được, nhưng mà sau này em phải đổi cái hồ. Đổi hồ 1m2 mà rộng 60. Như cái hồ này này. Thì bây giờ hồ này bây giờ trên thị trường mà nó anh em người ta nghỉ chơi người ta thanh lý lại cũng mềm lắm. Nên không cao lắm đâu. Đâu cần đặt. Hồ lướt. Êm luôn, cực kỳ êm luôn. Ừ. Thế xong báo, xong nói. Hồ lọc chăn trên này mà hồ lướt thì đơn giản, gần đây nhóc.
Bây giờ cứ bỏ đỡ đi, xong đến cơ mà gì nhỉ? Đến cơ mà có hồ đấy thì set up à, đưa cái hồ ấy về. Hồ bây giờ nó loanh quanh chấm hai chấm thôi à. Vậy thôi, hồ mét 2 rộng 60 ấy. Trẻ heo ăn, đấy là lọc càng trên nhá, hồ lướt, hồ cũ ấy, chứ không phải là hồ mới. Ừ. Chứ còn nếu mà hồ công nghệ thì nó hơi hơi hơi, nhưng mà cái kia thì ok. Cái này bỏ đỡ thôi nha. Mà giờ em biết đưa vô đây vừa không nè? Vừa, xì hơi ra rồi vừa. Ok. Bây giờ quyết chưa? Quyết nhá. Thả đây nhá. Rồi, ok lụm. Bây giờ anh về anh xì ra đi. Bây giờ là bớt nước ra với lại xì hơi ra. Chắc nó hút mấy bọn kia thôi. Bên này ha, bên này đúng không? Không sao đâu, chắc không sao, nó tự khỏi đỡ này. Về lấy cái gì múc ấy đỡ ra. Rồi rồi em cái. Cứ đi. Khỏe à? Khỏe thì lại cho mày. Dài mày không? Mày lắm đấy chứ. Có nghĩa là gì nhỉ? Con này không. Hồ cũ thì bây giờ hồ lướt thì bây giờ nó cũng mềm êm. Ý là cái hồ làm là hồ lớn đưa khoan lần nha, cho nó khỏe. Đưa đi cá này nè, phát một khoan lần luôn. Còn này phát đây rồi. Các bạn nước vừa. Ủa mày thay máy này hả chị? Nó lâu rồi. Con này đánh cái tụt màu luôn. Lắm con nó nhạy lắm. Ôi, có ngủ giống à. Ngủ đâu cũng được. Đâu, có ngủ giống. Đấy, để nó mê đó. Để, em cứ để đó. Rồi chú cho con nhờ. Đây. Ok, bây giờ thì cho bé vô đây. Hơi khó khăn xíu. Mà con này rất hay, rất ngộ anh em ạ. Nó chỉ cần khoảng 2-3 giọt mê thôi là tụt màu luôn. Được chưa? Rồi. Vẫn khỏe hả? Thế từ 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 cứ để đấy đi, cứ để đấy đi. Cứ để đấy. Anh em nhìn cái view hai cái hồ này thế nào? Đấy, nếu mà biết chơi đúng cách để đúng đèn, chơi đúng phông thì nhìn con cá rất là đẹp nhé. Không. Oh.
ok mà chú, mình thích thì mình chơi thôi chú, cứ thỏa mãn đam mê là được. Dạ. Rồi lên đi. Bỏ tay. Rồi lấy cái đồ múc nước đây. Con này đầu muỗng đẹp lắm. Alo. Alo. Ờ à, đúng rồi em. À bối tím à, bối tím hết hàng rồi em ơi. Ờ à, hết à, huyết còn em. Huyết mới về một lô đuôi càng ấy. Ờ. Thì sa nhí đó, anh đang nói sa nhí đó. Ờ à, 7.8 em, là hàng đuôi càng tuyển chọn nha. À, gửi định vị hả? Ờ ok. Con này mà nó xíu nó hồi lại màu xong dưỡng lại hai cái vảy để đến cuối năm thôi, sờ vào nó hơi bị rát tay luôn. Không, nó ra 50% rồi. Hồi đó chú bị chú sờ hồi ăn nó nuôi mau lắm. Nuôi đã. Dạ, nó ra 50% rồi. Mà con này đầu muỗng về nó căng lắm. Vừa thôi rồi. Bảy giờ đi nhưng mà mưa quá. Alo. Ờ đúng rồi em. Cái size mà 25 lấy đâu ra má lên cam em, tùy từng con chứ, lấy đâu ra huyết mà má lên cam size 25. Ừ, cái size nhí, size nhỏ này, này nó phải một thời gian nữa, trên size 30 thì bắt đầu nó mới lộ tố chất nó má lên cam chứ, lấy đâu ra má lên cam vội vậy. Đúng rồi, qua hậu môn, chạm đụng đít, người ta gọi là chạm đụng đít đấy. Đó, nó là hàng đuôi càng nha, chứ không phải là hàng thường nha, không phải hàng thường mà 4.5 với 5.5 đâu. Trên giá thị trường thì bọn anh bán, bọn anh căn giá kinh lắm. Ừ. Ờ em lựa thoải mái, em muốn lựa con nào cũng được. Bối tím là hết hàng rồi em, anh vừa săn được con kia thì khách người ta chốt rồi. Khi nào có hàng thì anh lên sóng thì mới biết được, anh không báo trước. Phun heo mẹt chứ sao lại phun hay bách. Ừ, phun heo mẹt hết hàng rồi em ơi. Bối nhí là ít khi anh bán lắm. Ừ. Bối thường ít khi anh cũng bán luôn. Anh đa số là anh thu bối, riêng bối với hai bách là anh thu sai lớn hết. Còn chỉ có huyết thì mới có sai nhí thôi, chứ còn bối thì ít khi có sai nhí lắm. Ừ. Ừ, giấy tờ chip chiếc đầy đủ hết. Em ở đâu? Chị An, ngã ba chị An hả? Ờ, thì nếu mà rảnh thì ghé tiệm anh xem nhé. Ở Bình Dương em, thành phố mới Bình Dương. Ok chưa? Có còn gì muốn hỏi anh nữa không? Thì anh đang bận tí. Cọc chuyển khoản em. Không, anh không cọc cạc với kiếc gì đâu nha. Anh người thật việc thật là anh chỉ cọc, nếu mà em cọc là em cọc chuyển khoản thôi, là anh giao tận nhà. Còn nếu mà ở xa thì ở xa thì là em là vận chuyển bằng xe hoặc là máy bay. Nếu ngã ba chị An em muốn cọc bao nhiêu cũng được, cọc tầm triệu được rồi.
7.8. Ừ. Ok. Nhiều anh em thông cảm, em vừa nghe điện thoại chút xíu thì nhiều có vấn đề này, tiện thể em nói luôn. Cái nhiều vấn đề mà ví dụ cái thứ nhất là gửi gửi cá qua nước ngoài thì tùy nước thôi nha, không phải nước nào em cũng gửi được, mà đặc biệt nhất là qua, mà thôi tiện nói đây thì là sợ nó vi phạm, nhưng mà em chỉ bàn giao và ship trong Việt Nam thôi, không ship nước ngoài. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà anh em có cọc cọc cá nha, là anh em cọc chuyển khoản, cọc bằng tiền mặt, chứ em không cọc cạc với lại ấn vào cái gì, bất kỳ cái gì hết. Nói chung em bị dính cái đấy 2-3 lần rồi nên là anh em cân đối về vấn đề đó. Dạ đúng rồi anh, con size 60 đấy là 2 bách, không phải bối đâu, nhưng mà con đấy body đuôi càng đẹp lắm. Quả đầu kinh, nó muỗng này. Con này mà nếu mà cho anh một điều ước nhé, anh ước cái body nó ngắn lại một chút xíu, nó ngắn lại một chút xíu như con của chú ấy. Nó ngắn lại một xíu thì cái bản nó sẽ cao lên, hiểu không? Thì hên xui tay của em thôi, tay của người chủ thôi, chăm cho nó béo múp lên là tức khắc là nó kiểu là nó ngắn lại thì không có đâu nha. Nó gọi là béo lên thì thật chất ra béo lên thì nó dừng phát triển chiều dài mà nó sẽ là phát triển chiều cao. Cái đầu nó rất là muỗng, mà nó rất là muỗng theo kiểu muỗng vuông ấy. Muỗng đúng rồi, chứ nó không phải là muỗng mỏ nha, mỏ vảnh nó khác. Đúng rồi, bình nó 60 rồi đấy, bình 60 đấy. Không sao đâu, bây giờ thì bỏ đỡ thôi anh em, tại vì cái hồ này nó nhỏ quá, nó quá nhỏ so với kích thước của con cá. Thì cứ đỡ đi, xong là đến cơ một vài hôm, hiểu không? Kiếm được hồ gì đấy thì anh bảo trợ lý lên phụ em, giúp em bắt chuyển sang. Hiểu chưa? Thì cái đó là anh cứ nói trước nhé. Lúc đó thì cà phê cà pháo cho trợ lý, cái gì nó quan điểm nó rõ ràng, hiểu không? Hỗ trợ cho em để cho con cá vận chuyển bên này bên kia cho nó an toàn. Nó làm qua nó biết hơn mình. Đúng rồi. Đúng rồi, cái kỹ thuật nó đôi lúc, tại vì cái hồ này nhỏ là mình cũng hơi run, nhưng mà cứ có hai trường hợp, ví dụ như phụ em thì phụ rủi ro em cũng vẫn phải chịu, thì nói như thế thì để cho anh em nó tâm lý cho nó thoải mái, chứ còn trợ lý của anh với tất cả anh em làm cho anh là còn giỏi hơn cả anh đấy. Dạ. Thì xíu nữa anh cứ để hai cái bọc ở đây nha. Ờ. Đấy, để ngang luôn đấy. Thấy không? Thường ấy, từ giờ đến cuối năm ấy thì là trong cái đợt mà năm nào cũng như năm nào luôn anh em ạ. Cuối năm là riêng hàng size lớn này gì đấy, riêng hàng size lớn này là cực kỳ ít luôn, tại vì đa số là cuối năm là người ta sẽ mua về người ta trưng Tết ấy, chơi Tết ấy, kiểu vậy. Con này thúc cái body nó lên nữa thì thôi ác chiến. Anh em nhìn này. Cái này con này được cái là cái thứ nhất là muỗng này, đầu muỗng này. Cái thứ hai là đuôi lửa này.
Đấy, cái thứ ba là nếu mà body nó rất là trường. Hiểu không? Nó rất là trường. Còn riêng một cái đoạn này này, cái đoạn chỗ đuôi này này, đấy là cái hiện tượng ngày xưa chính xác đó là bị tuột đấy. Nó tuột. Người ta nuôi trong phông đen, chủ cũ người ta nuôi phông đen ấy, không một đèn luôn là nó tuột. Hiểu không? Cái vết tuột là nhìn biết ngay. Còn nếu mà vết mà nó không phải là tuột, ví dụ như kia kìa, đấy thì đấy không phải là tuột. Hiểu không? Còn những cái con mà tuột thật ấy, là con này nó lên hết hàng 6 này, lên đến dàn chạm hàng 6 luôn này. Nhưng mà đi xuống đến cái đoạn này thì bắt đầu nó mờ đi này. Đấy, hiểu không? Còn trai đuôi nó vẫn rõ ràng đầy đủ hết nhé. Bên nào bên kia nó vẫn rõ ràng đầy đủ hết, mỗi tội là nó bị đen chỗ này, hơi xám xám một chút xíu. Ok thôi, mẹ ra thôi. Ờ, cái hồ này thả ra nó cũng khó chứ không phải là dễ. Phê nhấc người lên. Ờ, anh vừa cho thêm mà. Đây nhá, xíu em cất cái bọc này đi nhá. Anh xin lại thùng mút. Ói rồi đấy. Này, quả đầu riêng, quả đầu uy tín luôn, hiểu không? Quả đầu đấy là quả đầu uy tín luôn đấy. Dạ dạ. À, vẫn chưa tỉnh bê anh em mà vừa em phải đánh thêm thì mới đưa vào được trong cái hồ này. Đó, anh cameraman nhường cao lên xíu. Đây này, cái hồ này chưa được một gang tay của em luôn. Cái chỗ khe lọt đây này, chưa được một gang tay. Mà con này là gần 60. Đấy, nên thành ra bắt buộc là em phải đánh mê sâu. Đánh mê sâu một lần nữa thì mới nhét được vào. Thế nếu mà để mà độ kỹ thuật nhét con này hơi bị khó. Nếu mà khe mà hẹp như này mà nhét hơi bị khó. Nếu anh em chủ quan một cái thôi là nó bịch một cái là rớt vải liền. Thuận mề mề cứng người luôn. Bài toán cũng khó nhỉ. Quay đầu nghe vẻ khó khăn. Đấy, cái body này, thúc nó mạnh lên, thúc ăn nó mạnh lên. Thúc nó mạnh lên. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi em lấy cái gì em đậy vào đi, đậy vô đi. Ở bên đây thì bé này thì body nó sumo hơn. Nhìn múp hơn. Con này màu nó không bao giờ kém con này đâu nha. Màu con này cực kỳ mượt luôn. Nó rất mượt và body rất mượt luôn. Chưa tỉnh mê, chưa hồi màu. À, cố gắng em. Dáng làm sao để anh săn dùm cho. Dáng làm sao đổi cái hồ này lấy cái hồ mà 1m2. Nó mềm lắm. Nó mềm lắm. Nhưng mà chịu khó nha. Chịu khó xíu là lấy xe đến chở. Có xe. Ừ. Xe Honda mình luôn nè. À vậy hả? Mình tới mình chở thì đỡ chi phí hơn. Hiểu không? Kèo thì nhiều lắm. Ừ. Đúng rồi. Tự dưng nó cộng dồn vô thì thành ra cái hồ nó độn cao lên. Mà cái hồ với cái hồ kiểu này thì mềm mà êm lắm. Hồ lướt rồi thì êm lắm. Anh chỉ cần alo phát check hoa tiêu cái là em tới đó là em lụm thôi. Hiểu không? Đúng rồi. Chính xác. Chưa tỉnh mê với lại ấy. Ok thì bây giờ vậy đi. Ok bây giờ bàn giao xong thì bây giờ xin phép chú là sang bên lại tiếp tục sang bên chú chiêm ngưỡng xíu. Đấy, hả? Ừ. Đi em. Không sao đâu, để cho nó tỉnh đi, thoải mái đi. Ok anh em thì bây giờ sang bên kia. Anh
cả mấy đi. Ờ, bọc này em để đâu này? Bọc để đâu? Đang vứt nó nam phê mê kệ đi. Ổn không sao, nhưng mà lấy cái gì đậy đỡ vào nhé em nhé. Lấy cái gì đè đến cơ đè vô nhé. Ok, đi thôi. Chào hai em nhé. Bọn anh về đây. Ôi dồi ôi. Đi đi. Không gớt đâu. Đi đi. Ai bánh rán đây? Ai bánh rán nào? Ai bánh rán đây? Ai bánh rán nào? Trợ lý em bây giờ đi bán bánh rán anh em ạ. À. Ai bánh rán đây? Ai bánh rán nào? Dạ. Dạ. Chú nói lại nào. Có nghĩa là ví dụ mình thay cá xong. Dạ. Là 24 tiếng hồ sau nước nó hết clo. 24 tiếng hết mà. Hết. Hỏi vòng lại hỏi thử coi. Dạ hết. Hết mà. Nè, bữa giờ tôi lên bắt quý mà chưa hoàn tất bỏ này cái bắt quý nhỏ hãy vô nuôi. Trời ơi, lên con. Đó, bữa tiền nó đủ rồi, bữa giờ đang xử lý nước mà chưa xong rồi. Lên con, lô huyết đuôi cá hôm qua mới về đẹp mướt, anh em nó tranh nhau mà. Ghê hò chơi. Ok, và giới thiệu với anh em thì hôm nay lại lên bàn giao xong lại là ghé thăm chú. Và cái thứ hai nữa là lại xin phép chú để review lại một lần nữa để cho anh em ngắm xem và chiêm ngưỡng. Thì ở đây cái góc độ là anh em đồng ngư đam mê với nhau, nên là có sao em chia sẻ vậy, đúng không ạ? Không vào ngày không có làm gì đâu. Ngay đầu tiên thì đây, nếu anh em đã từng xem rồi, thì ngay đầu tiên là một bé hai bách body sumo. Con này cực kỳ khủng luôn, con này phải trên 60, nhích 60 xíu. Không, nó chỉ tầm 60 thôi. Nhưng mà riêng cái bộ bản của nó thì nó phải rơi khoảng tầm, cái này là em áng chừng bằng mắt nha, chứ mình không được đo trực tiếp. Thì con này nếu mà bản của nó mới rơi khoảng tầm 15 đến 16. 18 rồi đó. Lấy thước đo. Đo, chú đo 18 đo à? 18 rồi. 18. Ui. Ấy. Đo thước coi. Em chỉ áng chừng khoảng 15, 16. Nhưng mà chú bảo chú đo bằng thước thì chắc là 18. 18. Béo. Dã man luôn. Body sumo đúng cái gu của em luôn. Hơi tiếc một chút xíu là mẻ vảy thôi. Chứ mà nếu mà thật chất ra nó như thế này, nếu mà mẻ toàn thân như này có khi nó lại là hay. Không biết. Nó khi nó lại là cái gì đột biến ấy nhỉ? Hơn chui. Đúng không? Anh em công nhận không ạ? Cái này em chia sẻ thì có gì là nó vui thôi nha, chứ không có ý gì đâu nha. Nhưng mà nếu mà nó mẻ cả hai hàng hai bên này thì có khi nó thành một cái bộ giáp. Có khi là hay đấy. Bộ giáp bị xét. Đây này. Bộ giáp này có khi là nó lại là thành cái gì đó đột biến. Ok, cameraman quay gần lại xíu cho anh em khách hàng người ta xem thế nào gọi là mẻ vảy này. Đấy, quay chi tiết vào. Đấy, cái anh em nhìn nhá. Bây giờ nó sang đây này. Từ từ, con này cực kỳ béo luôn. Đấy, anh em nhìn này, cái hàng vảy ở đây. Đấy, nó sẽ là gì đây ạ? Để em lấy nét lại. Đó, anh em nhìn thấy không? Đấy, đây là hiện tượng của mẻ vảy nhá. Đó, nhưng mà anh em nhìn nó kinh khủng không? Nó to không? Dã man luôn nhỉ? Không, cái râu nó dã man luôn đúng không? Râu nó này đẹp rồi đấy. Đấy, dã man luôn đúng không? Anh em nhìn những cái vảy này. Đấy, đây nó là hiện tượng mẻ vảy nhá. Nhưng mà con này được cái nếu mà nó mẻ đều cả hai bên như này thì em thấy là cũng có khi nó lại là một cái gì đó nó đặc biệt đấy. Đấy. Đấy làm như nó đều hai bên. Đấy, đúng không? Anh cameraman cứ quay cá thôi, khỏi cần phải quay người. Đấy, nhưng mà cái tướng bơi, cái dáng bơi càng bướm, đuôi khá là to, đầu muỗng nhẹ. Và bản người lưng dày, body sumo. Con này nói chung là nếu mà không mẻ vảy thì chấm 9 điểm. 9 điểm về độ xuất sắc. Đấy, còn đấy. Nếu mà mẻ vảy rồi thì nó vẫn chấm được điểm khá cao. Heo à, heo. Ok, sang bên tiếp theo nữa thì chú bây giờ hôm nay xuống xem thì chú lại set up thêm hai hồ nữa cơ. Đây này. Đó, đang chuẩn bị. À đâu, cái này là từ trong này chuyển ra chú? Chuyển ra, đang chuẩn bị, tính lên hải đó mà chưa lên. Đây, đó, từ trong bên này chuyển ra, anh cameraman đứng ở trong đây này. Đấy, thấy chưa? Đấy, cái hồ này là hồ chú chuẩn bị lựa huyết này.
ươm nó lên, nó bắt nhỏ ươm. Ừ. Xuống nhỏ, con lừa. Ừ. Hàng limited đuôi cài. Limited đó. Ừ, thì bữa lên thấy thôi. Mà chuyện nó lên là coi đồ ấy dòm tôi ấy rồi. Đẹp lắm. Ươm nó đó. Đó. Bên đây là chú chuẩn bị là chạy hồ để chạy nước để ấy huyết này. Ok, và tiếp theo nữa bên này là một bé gì ạ? À? Một bé bối đầu vàng. Đấy. Body là body semi short nha. Bản cao. Đấy, ok chưa? Con này mà dụ chú mấy lần rồi chú không để. Thế mới tiếc. Thế mới tiếc anh em ạ. Đấy, body semi short này, đầu vàng, cực kỳ đẹp luôn, bản cao. Nay mà em Hải mà dụ được chú là đúng bài đấy. Về đội là đúng bài luôn đấy. Đấy anh em nhìn thấy không? Tê tái không? Thấy hổ lưu theo. Đấy, thấy không? Đấy, thấy chưa? Quả đầu vàng uy tín luôn này. Đấy, anh cameraman quay nhích một xíu. Đấy, anh em nhìn quả đầu vàng này. Trời ơi, cái đầu nó kìa. Đấy, mắt thì sệ nha. Hai mắt sệ, nói chung mắt này thì không thành vấn đề. Không, quan trọng tổng thể con cá nhìn tê tái luôn. Đấy, xem đi sọt đấy. Đẹp nhỉ? Dụ mãi không được. Rồi sẽ có ngày dụ được. Nói chung là đến có phun quan trọng là cái gì, nó gọi là cái gì nhỉ? À, cỡ nào cũng không bán nhưng mà được giá là sẽ bán. Không phải không được giá nhưng mà anh em công nhận không? Ok, về sang bé thứ ba là bé huyết đuôi càng. À, bé huyết đuôi càng này size đâu đó 40 rồi, gần 40 rồi. 40 rồi. Đó, anh cameraman quay sát cho anh em xem. Đó, bộ càng được, khét, hơi bị ác chiến đấy. Không? Đấy, thần thái khá là ok. Nói chung là nếu mà về cái form này là như cái form cá ở dưới em mới đưa về luôn. Limited à? Như cái form dưới đấy luôn. Thì anh đó, em hôm qua, bữa vô dòm rồi ăn cá tránh quay lên đó, bữa thấy rồi. Hôm qua anh em tranh nhau vào lựa mà chú. Đang tới cái hồ đó, đang thử nước lại đó. Mà không có mưa không, bữa chuyện lũ đi nè, nó mưa đi đâu. Chiều... Đấy, bây giờ huyết quá rẻ luôn, huyết quá êm luôn. Giờ huyết cũng chơi quá êm. Đấy mới là huyết limited nha, body đuôi càng rất đẹp, rất dài luôn. Chủ yếu là nó cái vàng nó gọn. Đẹp cái lắm. Vàng nó gọn. Đẹp lắm. Nó không phù mà nó gọn, nó dài, dài nó gọn, nó đẹp. Đúng rồi, nó đẹp lắm. Ok, bên này cũng là một bé huyết đuôi càng nhưng mà chú lại chăm thành kiểu body sumo rồi. Vào tay chú là chắc con nào cũng thành sumo hết. Đấy, cái ngấn này lên này, cái bản lưng nó dày. Dày, bản lưng con nó dày. Bản con lưng này nó dày. Con heo nữa nè. Nói chung là chú rất là mát tay, chăm con nào cũng body sumo. Đấy, anh em nhìn bản lưng này. Đấy, anh em nhìn bản lưng chưa? Ui dồi ôi, nó gù lên. Nó gù lên, nó gọi là béo búp luôn. Nói chung nếu mà nói để mà cháu chấm điểm nhá, nếu mà để cháu chấm điểm nhá, giữa hai con này thì con này đẹp hơn con này. Đẹp đó. Con này thì chính xác là cái càng. Càng ok đấy. Nhưng mà cái thần thái, cái dáng bơi và cái tổng thể thì là con này đẹp hơn con này. Ông này nay giờ mới lưng nữa. Như con heo. Ôi dồi. Nó nè. Nó như con heo luôn. Ok, cameraman quay sang đây xíu. Như con heo luôn kìa. À, nói chung kìa. Là chú này thì là chủ trọ. Còn em giai này thì là ở trọ. Nhưng mà là như này cơ. Hai cái tay của hai người này là chăm cá cực kỳ béo luôn. Thế mới lạ chứ. Nó không phải là ai cũng chăm được đâu nha. Nhiều con mà ví dụ như anh em cứ hình dung là nhiều con bâu hải mình cứ cho ăn nhiều là nó béo đâu. Mà tùy từng đó, mát tay, tùy từng người đấy. Dân... Ok, và quay lại cái bé bên này. Bé bên này bây giờ nhìn béo múp luôn này. Này sẽ khác không? Thua rồi. Ghê lắm. Chịu cứng luôn anh tính em ra, ạ. Tính ra một tối hang bút cho anh một nắm dế nha. Ấy, anh làm náo hết luôn. Xui là xui. Cũng bị trề môi thôi. Tiếc cái là nó dư môi thôi. Đuôi lửa luôn này. Đấy. Mà giờ nó béo múp luôn này. Ôi ôi, nhìn nó béo như con bữa trước là ngắm đâu nó đâu, nó đâu béo nó này béo, đâu. Nó không từ mà Hải về bắt đầu thúc vô. Dạ. Thúc vô luôn, tối cho quất nó quất đã lắm. Ăn dế ăn à, đồ đã. Tôm mà sáng làm cử hai con. À. Tôm á lột vỏ ra đàng hoàng là quất hai con.
con đó cũng hai con tôm này, hai con tôm à, con tôm thứ tối cho ăn dế ngày hai cử, nó nghe lời Hải nó chạy tới đâu hay tới đó rồi chết à. Tới luôn đây đó. Còn trên này là chú ấy thủ sẵn thuốc các kiểu. Ok, quay sơ qua thôi, không này vi phạm nó dính vi phạm. Đấy, thường thì anh em cứ để ý là ví dụ như mình chơi cá, thú chơi cá là anh em cứ chuẩn bị sẵn sàng là thủ thuốc ở trong nhà, thủ sẵn thuốc trong nhà nha. Tại vì lắm khi mà đêm hôm các thứ trời mưa trời gió như thế này đâu phải tự dưng chạy đi đâu được, đúng không? Và trời đêm mà cá nó bị bệnh bây giờ biết chạy đi đâu, gọi ai cấp cứu được bây giờ. Thế nên là mình chơi mình cứ thủ sẵn, sao đêm mà cứ kệ nó đi. Anh em thông cảm, ví dụ như quay video buổi tối này thường trong hồ cá nó bị sẽ bị lóe sáng đấy. Thế là anh cameraman hay ấn vào trong cái đấy để lấy lại nét. Nghe lời. Dạ nhỉ. Đi xong nghe lời Hải căng cái đèn đèn nó lại sát nóc. Dạ đúng rồi chú. Phải, đẹp lắm. Thấy nhìn Hải con đủ nào thức. Nhìn con nào đẹp luôn. Học Hải nhiều lắm, đi xong đủ thứ lên mạng dạ. Coi là ngồi đó nghiên cứu dạ. Coi đặt đặt cái đèn sao sao rồi cái. Dạ. Không nhưng mà để góc chéo ừ. Đúng mà để chuẩn đấy. Hồi đó không để biết để giờ phải nghiên cứu mình đi dạ, sao mà. Này. Cái con này là lòng vảy tím viền vàng nhưng mà đây là viền dày. Không phải viền mỏng, viền dày. Không, bữa nay nó bự chứ. Nhìn nó bự, à, nhìn như béo múp như nhỉ. Nhìn con bên kia kìa. Ôi giời ơi, á, cái bản lưng đó, này anh thấy là anh đoàn á. Anh em nhìn cái bản lưng này. Anh thấy là anh ôi chạy đoàn trời á. Ơi. Đó, giờ là anh chạy đoàn không á. À vậy ạ. Anh thấy mình là anh đoàn đến, không đến, á. Đến giờ đấy. 10 giờ rưỡi mới cho anh. À vậy ạ. Đó, sáng là 4 giờ rưỡi thay nước. Nên mới hỏi Hải cái 24 tiếng một cao. Thoải mái. Thoải mái không? Đúng rồi, 24 tiếng là ok, hết cờ lo thay, rồi. Thay nước là từ đây nè, như cái này là thay từ miếng này lên dạ. Cái này thôi à, làm giống hết. Không, chú không thay thế thoải mái mà. 24 giờ thì, là ok thì rồi. Thì thay từ miếng này lên đây thôi. Dạ. Tại vì chuyện nó kêu sao không phôn hết hồ. Nó dạ. Nếu phôn hết hồ, nó dơ trên mặt hồ mày đâu có thấy. Tao phải canh tao vớt cái bụi đồ trên hay là cái à. Dế rồi đó là mình canh vớt cho nó sạch. À. Đó, phải ngồi đây mới thấy. Còn hả, nếu mà phun lên nước hết thì không thấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Đó, ngồi giờ mình thấy đây, nó dơ. Đây đúng là đam mê anh em ạ. Đây, ở đây có một bé là Hán. Đây, cho bé xem bé này trước này. Trời ơi. Ui, nó bự chả bá luôn anh em ạ. Anh quay lùi không? Lại xíu, nó bị vỡ nét. Mày thấy nó hiền không? Đó. Cá lóc bỏ vô không ăn nuôi tới lớn. Nè. Cái con bỏ vô đó. Là hãng rồi ôi, nó bự lắm anh em ạ, nó phải xem nào. Đây anh em nhìn tay em này, này không xin nhê luôn. Nếu mà nhìn bên ngoài là không xin nhê, tay em không xin nhê, em xòe hết cả 5 ngón ra luôn. Con này nó rơi ở tầm 8 ngón không chú? Tới không nhỉ? Biết nữa không mà. Kỳ đây nó mua, kỳ nó đi lên thằng Lâm Bồi á. Kinh. Lên tới nó luôn. Cái đợt năm ngoái á. À. Lên tới một cái nhỏ luôn. Ok, luôn. Ở trong này thì là thêm một bé La Hán, cái này là gọi là gì? Không biết nữa, thấy đẹp đẹp muốn. Cái này là gọi là bé gì, tên là gì anh em? Em thì không sành về La Hán. Ta thấy nó đẹp đẹp không nó rõ. Sành lắm thì cũng thua. Ủa nó bay tiền, mày thấy nước à, dân à. Ok, về vật liệu lọc thì chú chơi rất là đơn giản. Nhưng mà anh em nhìn để ý nhá. Nhìn để ý và giảm vật liệu lọc kìa. Rất đơn giản luôn. Thật chất ra thì vật liệu lọc nó chỉ cần để chứa vi sinh thôi. Anh em chỉ cần hiểu nôm na nó như vậy là ok rồi. Thông thoáng nước. Đấy. Xét như này quá ok chưa, luôn. Chưa hoàn tất được nên chưa lên hải. Dạ. Nước đó chưa hoàn tất được, độ pH im hết rồi. À. Nhưng mà để thử hai con đó nó im làm hoàng lên là bắt đầu mới chạy lên hải bắt cá à, về. Dạ. Bắt quyết về nuôi tại dạ. Khoái đi mà tẹt lắm. À. Chứ nói thấy dàn cá trên bơi là thấy khoái rồi, nó rồi nó là chuyện ơi. Tao thấy tao chơi sao nhưng tao dòm tao thấy dàn cá còn dòm nó bình thường mình nói. Nhìn con kia quả bộ giáp kinh. Từ lúc Hải xuống chấm luôn hả? Thôi lúc Hải xuống chỉ chú tới giờ là ngày ăn hai cử luôn á. À, nhưng mà sáng ăn tôm. À. Sáng là uống tôm trở lại. À, sáng dạ, làm dạ. Hai con tôm. Đó uống tôm. Lý. Đó. Con này bình thường ngày là chú cho ăn mấy cử? Hả? Bình thường cho ngày ăn cho ăn mấy cử? Hai cử ta 8 giờ, 4 giờ sau hai nước, 8 giờ cho ăn. À. 8 giờ trăng xong là chiều là 10 rưỡi trăng, 10 rưỡi đêm nè. À. Quân cử nữa là cử dế. À. Dế không mới sâu. À. Ba thứ đó. Con này quá dã man luôn anh em ạ. Thì bữa Hải chỉ đó,
nó người ta nói mình sợ ăn nhiều béo, nó chỉ chơi tới luôn rồi tới luôn ai chỉ chắc luôn đó, về rồi mua vé ấy. Trong cá đôi lúc là anh em cái đam mê nó lại phải như thế, cái mình thấy nó hại nó cũng có lý. Chơi cho nó bự lên nó mới đẹp. Quất mua tôm đúng rồi, nó phải vậy đấy. Tôm là con không lớn vậy nè, lọc vỏ hết lo loạn 170.000 ký á. Là hán cũng cho ăn tôm luôn. Mấy này là để tôm hết, cứ sáng nặng ít thì cho ăn ít. Ăn cho vừa đủ, dùng cá đó là nửa con là cho nửa con thôi. Tối cho ăn dế, lát có đầu cho ăn dế, còn mấy là cho ăn sâu. Lúc nào đó thùng dế, thùng sâu đầy đủ hết. Nhưng phải cho ăn ba đó. Sáng là phải quất. Là quốc. Dế là chú vẫn cho trên này. Đó, cũng vậy. Anh em nhìn dế là chú treo trên này luôn. Hết đấy. Không, anh em đã hiểu cái từ gọi là hết nước chấm chưa? Dế là treo trên này. Đấy. Tối là bắt con đèn đó là suốt luôn. Dạ. Không tắt, cái đèn này là đèn năng mặt trời gắn luôn. Đây là đèn năng lượng mặt trời ạ. Dẫn tối sáng nó cho sáng luôn á. Chứ không có tắt ra để. Lúc trước con nó nói ba nói hao điện thôi để mua cái điện năng mặt trời về treo lên là cho nó sáng luôn suốt đêm luôn. Đấy, ví dụ như này là anh em có một cái góc view như này vòng quanh toàn là cá, hiểu không? Xong là ngồi ở giữa mà ngồi ghế như này mà ngồi đàm đạo với lại anh em ngồi nói chuyện nhau thì hết bài luôn rồi còn gì nữa. Này nè, kêu nó tối mày ngủ gì đâu mà mày ngủ sớm dữ vậy, mày đâu tâm sự với tao, có tao với mày thôi mà nó tối là ngủ mất tiêu rồi. Mới ra tới 10 giờ là đâu đóng cửa ngủ mất rồi. Nó tối mày ra mà tâm sự hút thuốc rồi nói chuyện kiếm trà ngủ chơi cho nó. Con là con thích cái kiểu một cái view kiểu này này. Anh thích rất nhất thích cái nói kiểu thật ra ghế đầy đủ hết luôn. Dạ. Mà không có nào ngồi hết, rủ dạ. Ra không có nào có nó ngủ hết. Dạ dạ. Cái view vòng quanh này này. Xung quanh toàn là cá này. Giờ là đang đôn lại nè. Dạ. Đôn cho nó lấy thằng hồ này ra. Đôn thằng này tới đây, đôn thằng đó tới đây, quốc cái hồ mấy mấy nữa đó. Là dựng kiến rồi đó là có tụi nó nhà phụ mới sang cá qua đường này ra xả nước xuống hết. Xả là nước cũ nó vẫn giữ luôn tại vì có hai cái thùng mút bự lắm. Là mua hai thùng mút cao này nè, mỗi lần mà sang cá là phải bơm nước cũ ra đó hết, lát đầu mới bơm trở lại cũ trở lại. Tụi nó chưa làm biến chưa ấy, thúc lại bắt đầu tính chơi cái hồ mét 2. Đang mua, đang mê con full thôi chứ không phải là quyết cũng chưa mê đâu. Đang thúc hồ, đang kiếm hồ mét 2 về là đẩy vô luôn. Bom. Không, chơi con lớn về đẩy cho bự, hồ bự luôn. Chơi full á? Full mét á là chơi vậy luôn, chứ còn giờ đi hồ cũ này nhỏ nhỏ mất công lắm. Giờ kiếm con hồ phu con phun heo mẹt mà size 50 là nghe. Cho 50 được rồi, lúc đó mình chơi về sẵn hồ lớn mình chơi luôn chứ sang qua sang lại mệt lắm. Đúng rồi, hơi căng đấy, đùa. Thì đó để cứ từ từ đeo theo Hải, bữa kỳ đó mà về xuống Hải có con 11 triệu mấy gì đó. Con đó. Về mà trong bụng thấy rồi nhưng mà chết mẹ rồi, hồ không có nhưng mà thôi kệ mẹ đó, Hải có về chơi hồ này nè, để thở. Chơi hồ kia vô. Đó. Chủ yếu là vậy thôi nè. Nên thằng này quan trọng gì, đặng xả nước này thúc lại đây, cái lõ thúc là đo hết rồi, đủ mét hang nè, tới đó là đủ hết đó. Nó là Hải á, sau đó là cái gì không? Đâu đặt sau đây luôn á. À đây à? Mà biết gì không? Là gì? Chú Lòng nguyên cặp mã vợ chồng luôn. Ôi làm sẵn rồi. Dạ. Đó là làm sẵn hết luôn á. Ở đây tối đây bởi mấy thằng kia vô coi nó, mấy ông chú vô nó. Xanh này mày chết này không có buồn. Ở đây hai hồ cá nó mới vô. Nó vui lắm. Nhiều cái cũng vui, nhiều cái mình ngồi mình suy nghĩ nó vui. Dạ. Nhà ngồi buồn, cá ngồi ngắm mấy con cá rồi cho nó sướng. Thư giãn đúng không? Thư thái. Thật chứ nói thẳng ra nhiều lúc mình bị chết cái mình ra giờ nó nghe đã lắm. Cái nó quên hết à. Cứ mình nghĩ tới mấy con cá cái tự mình quên chuyện gì hết là bắt đầu im lại. Ví dụ mình bị chết cái chuyện gì. Ok. Thì ra ăn nước rồi vậy. Chắc là kết thúc clip tại đây. Nên là cho anh em nghỉ ngơi xíu. Thì bây giờ cũng mưa rồi anh em ạ. Mà bây giờ Hải lâu giờ, này chúng đây cũng về mưa. Tầm 11, 12 giờ rồi. Nói chung là ok, cảm ơn em Giai rất là nhiều đã ủng hộ anh. Thêm một lần nữa. Nói chung là chúc em thỏa mãn đam mê. Cháy hết mình với đam mê. Ok không? Okay. Nhớ nhá, cháy hết mình với đam mê. Cho dù cái gì cũng được. Cứ nghe theo anh, cháy hết mình với đam mê. Được quá. Ok nhá. Và ok, hẹn gặp lại. Con cảm ơn chú. Rồi. Chú quả lý thuốc ra. Rồi, cảm ơn chú nhé. Biết sao phái bữa nói câu mà bữa để bữa nào nhắc lại. Dạ. Phái Hải nói câu nha. Cháy hết mình với đam mê và thỏa mãn đam mê của mình là được. Ok, thì hẹn gặp lại tất cả anh em một clip tiếp theo. Thì xíu nữa sẽ quay một vòng bên nhà chú, quên lúc nãy không quay bên nhà em. Quay một vòng bên nhà chú cũng được, quay bên nhà em cũng được. Một vòng reaction để cho anh em xem và chiêm ngưỡng. Ok anh em, và hẹn gặp lại tất cả anh em một clip tiếp theo. Ok anh em, và hôm nay thì em đã mới về thêm một bầy huyết nhí hàng tuyển chọn nha.
hàng siêu nuôi càng để phục vụ tất cả anh em. Và giá loanh quanh bao nhiêu ạ? Chỉ có 7 củ 8, 7.8 một bé thôi, hơn 7 củ một bé thôi. Rất êm cho anh em luôn. Và size đô đó 26, 28, size 26, 28 nha anh em. Size lớn nha, gần 30. Ok chưa? Và ở đây là hàng tuyển chọn đầu muỗng, cặp đao thì cong và đuôi cực kỳ to luôn. Hàng limited mà anh em. Đó, thời điểm này mà anh em không sở hữu huyết đuôi càng thì còn thời điểm nào nữa, đúng không ạ? Đấy, em về để phục vụ tất cả anh em. Đây là hàng tuyển chọn nha, không phải hàng bầy và cũng không phải là hàng giá rẻ. Đó, và hàng này là hàng mà tuyển chọn từng bé một để về phục vụ tất cả anh em này. Mắt, môi, râu, mọi thứ chuẩn chỉ hết. Nhìn thật sự là tê tái luôn. Đấy, anh em bỏ đồng tiền ra và sở hữu thì nó xứng đáng cái đồng tiền của anh em hơn. Anh em hiểu ý em không ạ? Và em sâu lên thêm một lần nữa. Đấy, trước khi tách từng hồ để cho anh em xem và chiêm ngưỡng. Nếu anh em nào ở gần em mà muốn sở hữu thì nhớ ghé tiệm em nha để lựa. Hết nước chấm luôn, lựa con nào cũng được, cho anh em lựa thoải mái luôn. Đúng 7.8. Đấy, 7 củ 8 để anh em sở hữu. Ok chưa? Anh em nhìn đuôi tam hoa này. Trời ơi, bộ đuôi body đầu muỗng. Huyết này với là huyết anh em ạ. Huyết này chơi nó với đã này. Đó, thêm 1.2 chấm để sở hữu những bé huyết tuyển. Nhìn nó phê hơn rất là nhiều. Nhìn nó nhức nách lắm anh em ạ. Chứ anh em đừng so sánh với cái huyết này huyết kia làm gì cả. Tới với em Hải là tới với hàng tuyển chọn. Đó, bây giờ là phục vụ cả huyết nhí, hàng tuyển chọn cho anh em chơi luôn. Ok chưa? Nếu anh em nào ưng thì nhớ alo liên hệ với em ha. Ok anh em. Get, 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 get